Khi Nga đưa quân vào Ukraine hồi tháng 2 năm 2022, cô Aluna cảm thấy mình phải trở về bảo vệ quê hương dù đã sống ở Tây Ban Nha suốt 14 năm. Cô đã quyết định nhập ngũ và là một trong 4 phụ nữ trong số 192 binh sĩ tham gia khóa huấn luyện chiến đấu cơ bản do quân đội Tây Ban Nha tổ chức. Cuộc chiến đang đến giai đoạn then chốt khi Ukraine không còn đạt được những thành tựu như vào cuối năm ngoái. Aluna cũng như nhiều người Ukraine lo sợ sẽ có một cuộc tấn công lớn của Nga trong tháng này. Thật khó khăn cho mẹ và anh trai tôi ở Madrid bởi vì họ phản đối những gì tôi đang làm. Họ phản đối việc tôi đăng ký nhập ngũ bởi vì tôi chưa bao giờ cầm vũ khí trong đời. Tôi còn chưa bao giờ chơi thể thao. Họ nghĩ rằng tôi chưa sẵn sàng làm việc này. Khóa học kéo dài 5 tuần ở Toledo nằm trong chương trình mà Phái bộ Hỗ trợ Quân sự châu Âu cung cấp cho Ukraine. Các binh sĩ học cách bắn tỉa, hành động chống lại các thiết bị đổ, rà phá bom mìn và sử dụng vũ khí phòng không. Aluna nói rằng những việc này có thể khiến cô mệt mỏi, nhưng cô chưa bao giờ cảm thấy tự hào khi là người Ukraine như bây giờ. Sự phát triển và học hỏi của các quân nhân Ukraine rất tuyệt vời. Động lực của họ giúp họ tiến bộ nhiều hơn. Những gì họ đang được dạy sẽ rất hữu ích và sẽ tăng cơ hội sống sót của họ. Khoảng 24 quốc gia EU đã tham gia sứ mệnh huấn luyện cho 30.000 binh sĩ Ukraine vào cuối năm nay. Hãy bấm đăng ký kênh Điểm Nóng Toàn Cầu và nhấn nút chuông để dòng thời sự thế giới luôn sôi động trên màn hình của bạn. Điểm Nóng Toàn Cầu, video mới nhất về thời sự thế giới từ báo Thanh Niên.